bạn có nhìn thấy con cồng cọc nó đứng ở trên cái trụ giữa ao kìa. Nếu mà ăn may đệm vào giữa đầu nó thì hoặc cổ thì khả năng sẽ lộng được nó. Má nó khỏe thế. Mình bắn trúng nó rồi các bạn. Trời ơi. Nghe thấy bột một cái không? Từ đây là tới cái cột đó. Đó bắn còn trúng cái cột đấy cơ mà. Má thật. Bắn cái là trúng, bắn là trúng cái cột thôi mà. Bắn trúng người nó luôn mà.